đất đường số 02 nha bích nha quý vị tại ấp suối ngang và mặt tiền đường bê tông hiện tại là đường bê tông 6m và đất của chúng ta có diện tích là ngang 5m ạ ngang 5m sâu cho 52 và có 100m đất à, thổ cư nha vị trí bất động sản chúng ta nằm ngay đây quý vị đó từ cái cọc đỏ này ạ à, đó tới cái bờ cao su già kia nha sâu cho 52m và ở đây dân cư sống xung quanh đã đông đúc rồi giá ngày hôm nay chỉ 620 triệu quý vị ơi. 620 triệu cho diện tích đất ngang năm sâu năm hai và có 100 mét thổ cư đất chúng ta địa thế đất bằng phẳng tiện chúng ta có thể xây ở mà không phải san lấp mặt bằng quá nhiều nha đó chúng ta xây móng nhà ở luôn và kế bên có những căn nhà mái thái rồi à, những dãy trọ đang cho thuê và chạy ra đây 300 mét là chúng ta tới quốc lộ 14 nha tới quốc lộ 14 ở đây này nhà văn hóa ấp suối ngang nằm kế bên dân cư ở đây sống rất là đông rồi đó đã đông đúc rồi và tiếp theo chúng ta chạy vào đây là quán cà phê ạ à. đó những cái ngôi nhà ngói cuối đường là quán cà phê và ra đây chúng ta gặp đường 01 à, nha bích là đường nhựa chúng ta chạy rẽ trái chúng ta vào thẳng hồ phước hòa và lẽ phải chúng ta lại ra lại quốc lộ 14 và chạy hướng này chúng ta ra tới khu công nghiệp bkmx trơn thành 2067 ha cũng chỉ 3 km ở đây có 22 phòng trọ mới xây xong đấy đất của chúng ta ngang năm sâu cho năm hai có 100 trăm mét đất ở À, đất thổ cư và hiện tại giá cực rẻ vị chủ đã cắt lỗ lên tới 40% so thời điểm trước quan tâm tới bất động sản này đầu tư sinh lợi liên hệ cho trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để mình dưới bình luận hẹn lại quý hàng tại à, vị trí đất và lên xem đất chi tiết từng lô từng lô rồi chúng ta cảm thấy ưng thì chốt nha